Đối với nhiều gia đình, việc cơm nước hầu như mặc định là trách nhiệm những người vợ. Các anh chồng năm thì mười họa may ra mới vào bếp phụ vợ được đôi lần. Thế nên, mỗi khi trong các hội Eva có ai coi mâm cơm chồng nấu nướng đều khiến mọi người suýt xoa. Mới đây, một cô vợ trẻ có nick Facebook tờ đã đăng tải mâm cơm chồng nấu nướng khá ủng vào rau số đông nhưng lại tiêu than, được hôm chồng vào bếp, đồ ăn thì ốt nhưng mỗi tội khi rửa bát như rửa năm mâm cỗ. Ảnh chụp màn hình. Ngay sau khi chia sẻ, bài đăng đã lôi cuốn sự xem xét của đông đảo các thành viên. Nhiều người cũng công nhận rằng mâm cơm anh chồng nấu nướng cũng rất tươm tất với năm món, măng xào, đậu luộc, thịt gà luộc, thịt bò xào và canh rau. Mặc dù màu sắc chưa thật sự hấp dẫn, đậu hơi nát, rau tầm thường xanh nhưng hội chị em vẫn tạm bỏ dở vì đàn ông vào bếp thế này cũng rồi. Mâm cơm năm món anh chồng tự tay thực hiện. Tuy nhiên, nghe cái lý do cô vợ than khổ thì ai nấy phì mỉm cười đầy cảm thông. Nhiều người cũng tranh thủ thể tội chồng mình khi vào bếp. Thật, để chồng nấu nướng cơm xong xuôi thỉnh thoảng nghĩ thà mình tự nấu nướng cho xong xuôi. Tuy có rửa đồ bày ra nhưng không lau chùi gì cả. Rồi đồ không để đúng chỗ, mình lại phải dọn lại. Mình mỗi lần nấu nướng cơm xong xuôi là bị vợ cằn nhằn vì tội bày các lọ mắm muối ra không cất vào chỗ cũ. Ha ha, giống hệt chồng em. Nấu xong xuôi một bữa cơm mà chẳng hiểu sao mọi thứ cứ mắc rưỡi bành hết cả. Sợ lắm, nhìn cái bếp như bãi chiến trường luôn ấy. Ông chồng mình nấu nướng ăn khá ổn, thế mà cũng bày bừa bộn không tầm thường. Hình như đó là đặc tính của mấy ông rồi sao ấy. Sao giống chồng em thế? Chồng mình cũng vậy, nấu nướng xong xuôi chẳng rửa, dọn dẹp gì cả. Mà mấy hũ gia vị cũng xẹp liền. Ảnh chụp màn hình. Hiện tại, bài đăng này vẫn lôi cuốn sự xem xét của đông đảo mọi người.